Xin chào quý vị và các bạn. Đây là video được trường thuật không trực tiếp. Chắc các bạn xem đấy cách đây khoảng tháng rồi. Của võ sư à? Hay là pháp sư? Tôi gọi cái gì cũng được, tùy các bạn thôi. Mà theo tôi thì gọi võ sư thì có vẻ hợp lý hơn rồi. Nhân vật trong video là Cường Steam. Có cần nói tên lớp không? Không, tên nó địa chỉ là cái gì? Cường Steam. Video này được thực hiện kíp. Nó là nhóm nhưng mà chắc chỉ có đạn có màu thôi. Đạt Pro. Chuẩn, Đạt Pro. Video được thực hiện trước giờ vào lớp ạ. Nhóm ekip và diễn viên tranh thủ những cái phút gọi là gì nhỉ? Gọi là những cái phút trước khi thầy giáo vào hoặc là tất cả là sắp hết pin. Nhanh ơi. Cái này đánh người thật thì chết người nào? Chết không? Anh không? Có gì đó rồi. Nó có đỡ được không? Mấy cái của anh có đỡ được không? Tập nhiều thì nó mới khỏe được. Anh tập đâu? Nào, tôi đi quay để lấy tiếp đi được. À, giờ quay ekip à? Rồi, ok. Bây giờ là diễn viên quay ekip này. Các bạn sẽ nhìn ekip kiểu trai này.